tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo của cơ quan chức năng thì vào ngày hôm nay và trong những ngày tới, nước triều cũng có thể đạt mức báo động 3. Và điều này thì khiến nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh có thể ngập do triều cường. Và thực tế thì thưa quý vị, từ sáng qua đã có nhiều điểm là xảy ra tình trạng ngập úng. Giữa chiều 28 tháng 10 trên đường Nguyễn Văn Luông giao với đường Võ Văn Kiệt, nước nhiều chỗ đã ngập nửa bánh xe, nhiều xe chết máy hoặc di chuyển khó khăn. Mọi việc buôn bán của bà Út coi như ngừng hẳn bởi vì nước ngập. Nước lên á, nâng 4 lần rồi bây giờ ở sau nó còn lên nữa đó. Thành thử bây giờ khó mà ăn, mỗi lần nước lên là phải có máy bơm ra thôi, là điện độ rồi thài đó ngập bàn thờ hết trơn rồi. Không chỉ ngập trên đường Nguyễn Văn Luông, do chiều dâng cao làm cống nước thải xì lên gây ngập các con hẻm trên tuyến đường này. Ôi trời ơi, mùi nước này thì quá ghê gớm anh ạ, mùi quá hôi tanh và bẩn thỉu ấy. Từ sáng hôm qua, nhiều tuyến đường khác cũng bị ngập như đường số 19 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến cuối tháng 9, thành phố có 7 tuyến đường ngập do chiều trong tổng số 25 tuyến đường bị ngập. Cuộc sống ở đây thì cũng khó khăn. Người dân thì nó cũng nghèo chứ đâu có phải như mấy cái khu khác mà cứ vài ba năm là phải nâng nền, là vài ba năm phải nâng nền vậy đó. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, chiều cường lên từ sáng sớm lúc 4 giờ và chiều lúc 15 giờ 30 đều cảnh báo trên mức báo động 3, và dự báo đỉnh chiều có thể xuất hiện vào ngày hôm nay, mức chiều khoảng 1,72 m.